Thưa quý vị, dù được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều nhưng số ca tai nạn đuối nước mỗi năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn gia tăng, nhất là vào dịp nghỉ hè. Đa số các nạn nhân là trẻ nhỏ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các vụ tai nạn thương tâm do đuối nước trở thành nỗi ám ảnh của gia đình và xã hội. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để ngăn chặn tình trạng này? Một theo dòng thời sự sẽ phản ánh vấn đề này. Mới bắt đầu bước vào mùa hè, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 10 vụ đuối nước thương tâm. Các nạn nhân hầu hết là trẻ nhỏ. Điển hình như vụ đuối nước tại huyện Đức Trọng, một lúc đã cướp đi sinh mạng của 4 đứa trẻ. Một lần nữa lại gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh trong thời điểm mùa hè. 20% trẻ dưới 5 tuổi nó đã đuối nước do những cái vật dụng xô chứa đựng nước ở tại nhà rồi, thì đó là chiếm 20%. Còn nguyên nhân khác đặc thù của cái vùng cao nguyên này là vùng người ta tưới cà phê và tưới hoa màu, do đó người ta sẽ trải bạt lên những cái hồ chứa nước để dự trữ nước cho mùa khô. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng đuối nước tại Lâm Đồng hiện nay. Mùa hè là thời gian nghỉ học trong lúc thời tiết nắng nóng, nên vì các em nhỏ tìm đến các ao hồ, sông suối để tắm và vui chơi, nên việc xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, những chiếc bẫy tử thần là những hồ chứa nước tưới thế này hiện hữu trong mỗi gia đình, mỗi khu vườn trong các khu dân cư, không được xây dựng rào chắn kỹ càng, cũng như không trang bị phao cứu hộ, là mối hiểm họa khôn lường cho trẻ nhỏ. Do đó, ngoài trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, thì chính phụ huynh mỗi gia đình cần quan tâm nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa đuối nước từ những hành động nhỏ nhất. Thì đối với vai trò của hội phụ nữ thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ về nâng cao cái nhận thức về cái phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong cái dịp hè này cho các cháu. Thứ nhất là bằng hình thức tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao cái vai trò cảnh giác và tuyên truyền cũng như là đối với trẻ em trong cái dịp hè này để tích cực thực hiện các cái biện pháp để phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương cảnh báo những cái nơi mà nguy hiểm đối với trẻ em, rồi cũng như là nhất là các cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với ao sông suối thì rất là nguy hiểm, khi không biết bơi sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người. Bà con sẽ khuyên các bạn không chơi những ao hồ sông suối vì những nơi đó rất nguy hiểm. Để tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn do đuối nước. Lồng ghép các nội dung chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức các khóa dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, nhiều địa phương có nhiều ao hồ sông suối lớn cũng tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo, cải tạo môi trường sống an toàn, loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Có thể nói rằng là tai nạn thương tích và đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trong thời gian vừa qua xảy ra rất là phổ biến và là một cái vấn đề rất là đáng báo động trong toàn tỉnh. Và nhận biết được cái vấn đề đó, với trách nhiệm của tổ chức đoàn đội thì chúng tôi ý thức được cái việc giáo dục cho các em thiếu nhi, đặc biệt là phòng chống những cái kỹ năng để phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích. Chúng tôi tổ chức rất nhiều những cái lớp tập huấn về kỹ năng bơi an toàn cũng như là cái cách cứu người, sơ cấp cứu khi mà gặp những cái trường hợp đuối nước đó xảy ra. Công tác phòng chống đuối nước trẻ em một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt vào trong dịp hè này. Để thực hiện tốt công tác này thì trước tiên phải xác định được trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Thứ hai nữa là ta phải nâng cao công tác tuyên truyền cho trong nhân dân, tuyên truyền trong thanh thiếu nhi để mọi người cũng như các em hiểu được cái tác hại cũng như là phải có cái kỹ năng để phòng chống đuối nước. Thứ ba là phải tiến hành chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị có trách nhiệm và các xã thị trấn, chúng ta rà soát lại các cái hồ đập, đặc biệt là cái hồ, đối với hồ lớn tự nhiên thì phải có biển cảnh báo, đối với hồ tại nhà phục vụ cho tưới tiêu thì phải có biện pháp rào chắn để làm sao hạn chế tối đa cái việc đuối nước. Để mang đến cho trẻ nhỏ một mùa hè an toàn bổ ích, song song việc tổ chức các hoạt động tạo sân chơi phong phú và rèn luyện kỹ năng bơi lội cho các em trong những ngày hè,
tỉnh Lâm Đồng cũng kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, địa phương và ngành chức năng trong việc để xảy ra vụ việc đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng và chính quyền địa phương. Trước những giải pháp quyết liệt nêu trên, cũng đòi hỏi mỗi người dân, gia đình cũng cần thể hiện vai trò, ý thức trong việc tham gia phòng chống đuối nước, giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho các em, rào chắn các ao hồ trong khu vực sản xuất. Có như vậy mới góp phần hạn chế, giảm thiểu tình trạng đuối nước trên địa bàn.